Con xin chào tất cả cô chú. Hôm nay con sẽ kể cho các cô chú một câu chuyện tên là Áo đơn mùa rét của quyển Của học tinh hoa. Mẫn Tử Kiên mồ côi mẹ cậu từ nhỏ. Mẹ kế của cậu rất ghét cậu. Mùa đông, mẹ kế của cậu chỉ cho cậu mặc áo mền hoa lau. Một hôm, bố cậu nhờ cậu đi đánh xe. Thấy cậu con do, bố cậu đánh cho cậu một trận. Không ngờ hoa lau bật ra. Bố cậu biết thế hối hận, định đuổi mẹ kế đi. Cậu van xin, mẹ con mà còn ở lại thì chỉ có mỗi con rét thôi. Còn nếu ba đuổi mẹ đi thì cả ba chúng con đều rét. Bố cậu thấy cảm động, không đuổi mẹ kế đi nữa. Và mẹ kế cũng thay đổi tính cách, là yêu cậu như con của mình. Bài học ở đây là tình yêu thương thì cảm hóa được tất cả. Con xin chào tất cả cô chú ạ.